Ngày 23 tháng 11, Trung tá Tạ Quang Dung, trưởng công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết, công an huyện vừa phá một đường dây ma túy lớn từ Lào về nội địa. Trước đó vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, tại km 51 cộng 200 quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Vùng Kho, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, công an huyện Đắk Rông phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin có hai thanh niên mang theo số lượng lớn ma túy. Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an và biên phòng bố trí 3 ô tô chặn trên quốc lộ chính, cùng với sự kết hợp của ô tô người dân tạo thành một hàng rào khá kín. Khoảng 20 cán bộ chiến sĩ của lực lượng đánh án phục kích sẵn sàng về bắt. Tuy nhiên, khi lọt vào vòng vây, một trong hai thanh niên đã nhảy khỏi xe, ôm theo ma túy, lao qua lan can đường bỏ chạy về phía sông Đắk Rông để tẩu thoát. Lập tức, tổ đánh án rượt đuổi khoảng 500m thì bắt được, người còn lại thì tăng ga lao thẳng về phía lực lượng đánh án hòng tẩu thoát lập tức cán bộ chiến sĩ công an biên phòng khép chặt vòng vây, nhanh chóng bắt gọn. Tại cơ quan điều tra, hai thiếu niên khai tên Hồ A Về, 14 tuổi và Hồ Đông Trường, 17 tuổi, tan vật là 6.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.